Dạ, em xin thân ái kính chào cô chú chị, các bạn yêu thích mai vàng ca nước ca đến với kênh Cuộc Sống Cô Thơ Hậu Giang hả cô chú chị. Hôm nay là mùng 10 âm lịch, ngày thứ nhất thần tài, kênh cũng kính chúc cô chú chị các bạn một năm may mắn phát tài, làm ăn thịnh vượng như quý cô chú anh chị nha. Hôm nay thì em có tiếp tục đến với chỗ Hành Tý ở gần với đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ hả cô chú anh chị nha. Cũng gửi cô chú chị các bạn một clip thành phẩm về cô chú anh chị mình cắt lấy bo dưỡng chơi Tết, lấy một số giống để mình chơi hả cô chú anh chị nha. Cũng cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều thời gian qua ủng hộ kênh, ủng hộ anh Tý. Kính chúc cô chú anh chị các bạn xem clip thật là vui ha. Chọn được cây nào thì cô chú anh chị liên hệ với anh Tý giùm em nha. Rồi em xin phép vô clip hôm nay ha. Xin chào anh Tý ơi. Rồi, chào anh, kính chào cô chú anh chị. Hôm nay em xin giao lưu với cô chú mình số cốt ghép thành phẩm già mùa cô chú. Cũng mới vừa qua Tết xong thì lá nó cũng đang phục hồi ha. Thì lá nó cũng hơi trống thì vài ngày nữa đâm lại tàn thì nó kín, tại vì tàn nó ghép già mùa cơ chú. Thì số điện thoại là 0989 797908 ha. Tức là số Zalo. Rồi, mã số đầu tiên. Hôm nay em giới thiệu cũng một số cúc ha. Cũng nhiều loại cúc cơ chú. Như mã số 1. Mã số 1 là cái cúc vạn thọ. Dạ, cúc vạn thọ mã số 1. Này dáng thú trường ha cơ chú. Cái thì già mùa hết cô chú anh chị. Thì ghép hơn 2 năm ha, chọc ghép rất to ha, bằng tay ha cô chú. Mới qua Tết con lại nhìn nó còn hơi gọn tàn ha. Giờ em xin gần luôn nè, mã số 1. Trời nắng em quay hơi nhanh xíu nha cô chú anh chị. Rồi hoành thanh là 26. 26 hoành. Củ. Nó có cái củ đặc đây ha. Khoảng 50. Dạ. Chiều cao là 60. Tán ngang là 70. Rồi mã số 1 này em giao lưu giá là 2 triệu chẳng ha. Dạ, 2 triệu cô chú chị ơi, mã số 1. Cúc vạn thọ. Thọ ha. Rồi. Để bạn gắt khéo cây nha chú. Rồi em đổi luôn. Mã số 2. Mã số 2 là một cây cúc hoàng hậu phong cao nha chú. Cái này lắc lượng nha. Chị không gian thoáng rồi ha cô chú chị. Cây này đế đẹp ha, thang lắc lượng nha chú. Cúc hoàng hậu nha quý cô chú. Cúc hoàng hậu. Cây nó lắc nè cô chú anh chị, coi lắc cắt cắt ha, có đế luôn nha, có đế luôn. Rồi hoành thân đây là 20. Dạ 20 hoành. Chà, chiều cao khoảng 1m6, 1m7 gì cô chú. Tán ngang là 70. Mã số 2 là cúc hoàng hậu á, giao lưu giá 1.700.000. Dạ, 1.700.000, cây này rất là cao nha cô chú anh chị, ship cũng rất là căng nha. Cây này em ship gần thôi cô chú ơi. Dạ. Cây này em bán giá thành lý á, em không ship xa được ha. Dạ. Cô chú nào có ưng ý ở xa thì thương lượng phí ship hỗ trợ em phí ship ha. Rồi, em đổi luôn nha. Dạ, mã số 3. Mã số 3 một cây cúc siêu bông cô chú. Dạ, cúc siêu bông. Giống mới nha cô chú anh chị. Giống này hiện tại trên thị trường chưa có nhiều lắm nha. Cô chú anh chị mình chưa có bán rộng rãi. Mặt bông của nó thì gần giống cúc thọ hương ha. Mà bông nó chùm thì nó dày đặc hơn đại lộc nữa cô chú. Nụ dữ lắm nha cô chú. Cái dàn nụ nó, cô chú nào có chơi đại lộc biết các cái dàn nụ của cúc siêu bông này nó cũng như đại lộc vậy đó, dày đặc vậy đó. Cái này đế lực nè cô chú. Bông nở dính chùm ha. Cúc siêu bông. Rồi. Giống này đáng chơi sưu tầm nha cô chú anh chị, ghép tứ quý rồi ha. Hoành thang đó là 22. Dạ. Cái củ à, cái củ được 32 cô chú. 32 củ. Chiều cao là 120. Tán ngang là 90. Mã số 3 em giao lưu giá là 1.900.000. Dạ 1.900.000 cô chú ơi. Cúc siêu bông. Số 3 cúc siêu bông. Cây này phơm tàn lớn cô chú anh chị, về dưỡng ấm tàn là cây này. Giá tàn thông bự lắm cô chú. Dạ. Mới qua Tết nhìn nó còn hơi có cái nụ của nó là chà bá luôn nha. Hơi trống à. Rồi em đổi luôn. Số 4 luôn anh Tý ơi. Số 4 là một cây cúc tư long với bạn cúc long. Cái hai giống nha cô chú anh chị, đế thú nha. Còn thú nha cô chú. Cái này phong rất cao, phong tàn thông. Thấy cô chú anh chị dưỡng tàn cây này ấm nè. Ấm cái tàn ra dữ lắm cô chú. Là cây này lớn to. Cao như cô chú anh chị, chơi chắc cái cây mai zin luôn á. Được cây rất mướt ha. Bạn cúc long thì bông chùm. Cúc tư long thì bông bự luôn nha. Cái này hai giống, cô chú anh chị mình về nhân giống hai giống cái nào cũng biết hết ha. Nhánh dưới là cúc tư long. Hai nhánh này tư long, còn lại hoàng quyết long hết nha chú. Nè, bông này bông hoàng quyết long nè. Này hoàng quyết long. Tư long hai nhánh to nè. Con thú này rất là đẹp ha. Một hình thú nè cô chú anh chị.
Thu rất là quái luôn. Dễ thương ha. Đáng chơi nha cô chú anh chị. Cái tàn phong này cao mà đế thú nữa ha cô chú anh chị. Này phong tàn lớn nha cô chú, nuôi ấm cái tàn ra là dữ lắm nha cô chú. Hoành là 21. Dạ 21 hoành. Chiều dài của con thú là được 26. Sẫm nôm là 15. Cây này cao khoảng 1m8 nha cô chú. Tàn ngang là 1m1. Mã số mấy nè? 1, 2, 3, 4. Và số 4 là Cúc Tư Long, Cúc Long em giao lưu giá 4 triệu rưỡi cô chú. Dạ, 4 triệu rưỡi nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nhìn cái form rất dễ thương, cộng thêm đế thú nữa ha. Vậy cô chú anh chị bấm từ đi giọt đọt đi là tới tháng 6 là tàn ấm. Kinh bích tàn luôn. Rồi em đổi luôn anh tí này. Số 4, số 5. Số 5. Đây, số 5. Năm cái tứ quý gốc tứ quý ghép cúc thọ hương cô chú. Mã số 5. Còn bông nữa ha, cô chú về con tàn vô cô chú. Yeah, cái này mình chơi tàn lớn, tàn dù ha cô chú anh chị. Về con tàn để giữ lại thì ha. Để nở một bậy luôn nha. Cộng đế rất lực luôn ha. Cái này là cây tứ quý, giúp cúc thọ hương. Giúp cúc thọ hương. Dạ mùi nha cô chú anh chị. Chụp ghép bằng ngón tay em. Cái này về cô chú chị lấy bo bấm tàn lại ha. Rồi. Cái này là chơi siêu bông phòng khách này nha cô chú anh chị. Đây quành đây là 37. Dạ, 37 quành. Cũ nở lắm nha cô chú. Chiều cao là khoảng 1m. Tán ngang khoảng mét hơn 1,5m cô chú. Mã số số 5. Số 5. Cốc tứ quý ghép cốc thơm giao lưu giá 7 triệu à. Dạ, 7 triệu nha quý cô chú. Rồi, số 6 luôn anh tí ơi. Cái sáu là một cây cúc hai tầng. Cúc hai tầng. Cây thú nha cô chú. Luôn nha cô chú anh chị. Thú tàn ấm luôn ha. Cây này già mùa lắm chú ơi. Chọc ghép của nó là to hơn trên cái em luôn. Quá trình cái bột, cái chọc này cô chú. Cái chọc mà lớn rồi nè. Nó giò cái luôn nè. Cây này già mùa lắm. Cây xanh nè, mướt được luôn. Nói qua Tết ha nó còn hơi thưa ha. Cô chú về nuôi vài ngày nữa thì cái tàn nó ấm rồi nữa. Cái mít luôn. Chị coi cái đế nhưng thú này ha. Thú có đuôi luôn ha. Ấy dạ. Mã số 6. Số 6. Cúc 2 tầng. Hoành thân là 20. Dạ 20 hoành. Hạng cũ là cái mệnh thú luôn nè. Được 33. Dạ. Chiều cao là 95. Tán ngang là 1m. Rồi mã số 6 là cúc 2 tầng ham vô lưu giá 2 triệu rưỡi. Dạ 2 triệu rưỡi nha quý cô chú. Cúc 2 tầng mã số 6 nha. Cây này ghép khoảng 4 mùa luôn anh chú. Già lắm rồi. Chục ghép to hoành khoảng mười mấy luôn á, cái hoành của cái chục ghép á. Rồi. Số 7 anh tí ơi. Đây. Cái cúc thọ hương lùng lực nha cô chú anh chị. Số 7 là cúc thọ hương. Đấy nôm nôm ha, lùng lực nha cô chú. Cô chú chị chơi không gian vừa phải ha, chọn cây cúc thọ hương này để ghép chữ A nha cô chú chị. Phơm mai vàng già lão ghép cúc thọ hương đang bung tược sau Tết nè. Hết bông rồi nó đang ra từ loại nè cô chú anh chị ha. Nó đang đâm dày lắm. Cái phôi này cô chú. Cái phôi này già, cây dữ ấm luôn cô chú. Rồi. Hoành là 31. 31 rồi. Chiều cao là 65. Tán ngang 80. Mã số số 7. Mã số 7 cúc thọ hương em giao lưu giá 2 triệu tư. Dạ 2 triệu tư mã số 7. Tàn tròn ấm thôi nha cô chú, chỉ cần dưỡng thôi nha. Rồi số 8 một tí thôi. Hay, số 8 là một cây cúc thọ hương quái nha cô chú. À, cây quái. Cây này về cô chú chị vô là chậu chữ nhật cũng đẹp, hoặc vô theo kiểu này cũng rất ok ha cô chú anh chị. Cây cũng khá là có duyên nha. Cây này mới vừa mới qua Tết. Nó còn mới vừa đâm đọt lại ha. Chú về con xương vô nữa ha, nuôi cho nó lực hơn nữa cô chú. Đây là rất là khoái ha. Mã số 8 nha cô chú anh chị. Hoành đây được 20. 89 ta. 8. Số 8. Số nôm là được 24. Chiều cao là 95. Tán ngang là 1m. Số 8 ha. 8.
Vô 8 là cây cúc thọ hương quái ha. Giá 2,5 triệu. Dạ 2,5 triệu cô chú anh chị nha. Cây này em không bao chậu nha cô chú. Chậu này em tượng trưng. Rồi, em đổi luôn. Số 9 chín cô chú anh chị ơi, cúc thọ hương, luôn nha. Cây số 9. Cây này đế lực lắm cô chú. Gốc rất là lực luôn ha, cái tàn đều luôn. Tròn đều luôn. Dây nhỏ rồi sẵn à, cô chú chị cần dưỡng lại ha. Dưỡng lại tết chơi thôi. Hoành đây là 37. Dạ 37 của anh. Đấy nở. Củ nở ha. Củ nở 60. Chiều cao là 95. Tán ngang là 1 m. Mã số số 9. Mã số 9 em giao lưu giá 3,5 triệu. 3,5 triệu cô chú vậy xem cái đế rất lực nha. Đế nở nha cô chú. Lắm chị. Mà cắt này thì nó kéo nhựa rất là ấy nè, rất là mau búp nha, múp bít nha. Ghép 4 bo. Rồi. Số 10. Số 10. Cây cúc siêu bông luôn. Có một cặp luôn nha chú. Có bông đẹp nữa nha cô chú anh chị. Nụ rồi nhìn thấy mắt mê luôn á. Vàng nụ nó dày như đại lộc vậy đó. Bông nó nở chùm 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 luôn. Bông to nữa. Này cũng tàn thông luôn ha. Vậy cô chú mình dưỡng cái tàn ra thì nó ấm hiểm lại ha. Rồi qua Tết mới con xương đó. Đấy này cụ đẹp ha. Rồi quanh thân là 21. Dạ 21 quanh. Cũ là 39. Chiều cao là 1 m. Tán ngang 65. Mã số 10. Mã số 10 em giao lưu giá 1,7 triệu. Dạ 1,7 triệu cô chú ơi, mã số 10. Cúc siêu bông. Rồi 11. 11 cây cúc thọ hương luôn. Cúc thọ hương, mã số 1 cây lùn lực nha cô chú anh chị. Cái này cô chú anh chị chơi để bàn vip nè. Lùn lực tàn lớn ha. Đó, tàn này vô dây sẵn rồi nha cô chú chị, cả tháng 6 là ấm hỉnh luôn nha. Nó đang chưa tới đâu, nó chừng 2 tháng thôi là thấy tàn ấm hỉnh. Đâm tược rồi. Tháng rồi. Nữa là kính mít đây. Cây lùng lực nha cô chú, ghép nhiều bo nha. Lùng lực luôn. Rồi. À, số 11 của thờ hương. Quảnh đo đây được 34. 34 của anh. Chiều cao là được 70. Tán ngang là 85. Mã số 11 em vô lưu giá 2,7 triệu. Dạ 2,7 triệu nha cô chú ơi. Rất mềm của chú ơi. Rồi 12 tí thôi. Cái này. Mã số 12. Cây thọ hương để thú thọ sù hương nha cô chú. Thú sù cô chú. Cái này là già mùa luôn, siêu già mùa luôn nha. Dạ rất luôn. Ấm luôn nè. Chụp ghép bằng từ ngón tay cái tới ngón chân cái em ạ. Cái này siêu nụ siêu bông luôn nha cô chú anh chị. Nó mới hết bông đầu đầy luôn á. Em mới cắt bỏ mấy bữa trước luôn á. Đế thú sù nè. Sù nguyên khúc này luôn á chú. Cái này mình mở vô chậu chữ nhật nó hợp cây hơn và nó đẹp hơn thôi chú. Hồi nuôi bỏ từng chân này. Hoành đây là 29. Dạ 29 luôn anh. Chiều dài của con thú ha. 60. Chiều cao là 80. Tán ngang là 1,2 m. Chọc ghép rất là dài nha cô chú anh chị. Mã số 12 em giao lưu giá 4,5 triệu. Cái thú sù ha. Thú sù cúc thọ hương. Cái này già mùa. Cái tàn ấm kính cái ngắt luôn. Gù lưng của nó như cục thịt thăng nha. Dạ, mã số 13. Mã số 13 một cây dấu tự sắn. Cái này là cô chú chị cứ để gì hoài thôi ha. Lá nó bắt đầu đâm lại nè cô chú. Hôm qua Tết ha, đầu nó mới đâm lá lại ha. Nhìn nó hơi trống với kính mít tàn luôn cô chú. Bông dày đặc luôn ha. Nó rất là nhạt luôn, bông nó chùm 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 vậy đó. Hoành là 24. Dạ 24 hoành. Chiều cao là 76. Tán ngang là khoảng 55. Mã số 10 à? 13. 13.
Giao lưu giá 1 triệu ha. Dạ, 1 triệu nha cô chú anh chị. May quán mã số 13. 13. Rồi, em đổi luôn. Một cây nữa. Dạ, mã số 14 cô chú ơi. Mã số 14 ha, mã số cuối clip của em hôm nay nha chú. Một cây cúc hoàng hậu ha. Gọng chữ C nha chú. Giá gió lùa ha. Cô chú anh chị. Nhắn gió lùa ha. Nhắn lùa. Bắt gọng chữ C hồi đầu gió lùa luôn. Là cái mít luôn. À, cây để bàn đẹp cây duyên nha cô chú. Cúc hoàng hậu. Rồi. Hoành là 18. Dạ, 18 của anh. Chiều cao 50. Tầng ngang là 55. Mã số 14 em giao lưu giá 650 ngàn. Dạ, 650 nha cô chú ơi, mã số 14. Rồi. Rồi, chào hát giùm em luôn. Rồi, hôm nay em có số cúc thành phẩm giao lưu với cô chú ở đầu năm ha. Mong cô chú xem và ủng hộ. Số thoại em là 0989 797908. Đó cũng là số giao lưu ha. Mình kính chào cô chú và hẹn gặp lại lúc sau cô chú ơi. Dạ, cảm ơn anh Tý luôn ạ. Xin kết thúc video luôn nha cô chú anh chị.